Chào các bạn quay lại với kênh Sabo Gaming. Clip này thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá Tokyo và chúng ta sẽ gặp làm quen bạn đến từ Macau các bạn, một nơi rất là nổi tiếng với những cái sòng bài casino. Đó chính là Ace, và hôm nay thì Ace sẽ sử dụng cái Bezel Surfer, cái outfit đầu tiên luôn các bạn. Còn ván trượt thì Ace sẽ sử dụng cái ván trượt đến từ cái bản update Rio vào năm 2013 các bạn. Đó chính là cái ván Daddy Rio. Cái ván này nó có cái tính năng Super VIP. Và chúng ta sẽ cùng nhau quay lại không khí vào cái dịp Tết Nguyên Đán cùng với cái bài nhạc nền Luna New Year nha các bạn. Và đây cũng chính là lời yêu cầu của một người bạn rất là quen thuộc của kênh luôn các bạn, đó chính là bạn Anh Phúc Vlog. Chào bạn Anh Phúc nhé. Và bây giờ thì xin mời bạn Anh Phúc và những người bạn quen thuộc của tựa game Subway Surfer, chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc và khám phá Tokyo cùng với A và cái ván trượt Daddy Rio nhé. Rồi, xuất phát cho các bạn đây. Oh.